Chào bạn, thì video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn dòng bút Sao Thiên S205 Nano. Các bạn nhìn thấy cái vỏ này rất là trơn và nó khá là bền. Vỏ này nó là vỏ kiểu vỏ mịn, rất là bền chứ nó không phải là vỏ bóng như này nhé. Đây là vỏ bóng này. Đấy. Và đây là vỏ Nano, nó khá là bền và đặc biệt là dòng bút này nó không bao giờ các bạn sợ no tắc mực, tại vì cái đầu ống của nó sẽ to hơn các dòng bút khác và dẫn mực được đều hơn. Thì cái dòng bút này bên Sao Thiên sản xuất khá là ổn. Và khách hàng biết khen bút này viết rất thích và nhiều khi nó viết hơn cả những dòng bút xịn mấy trăm nghìn. Bút này chỉ có 50.000 thôi nhưng mà viết khá thích, đang có 4 màu đây, à 5 màu đây, 5 mẫu khác nhau. Màu hồng thì có màu thỏ này dành cho các bé gái. À, màu xanh thỏ cũng dành cho các bé gái. Thì đây nó có màu tím thỏ này, bé gái. Còn bé trai sẽ lấy màu trắng xanh gấu này và màu xanh gấu này, thì có gấu và thỏ. Thì các vị phụ huynh hay là các bậc cha mẹ thì có thỏa sức lựa chọn những mẫu cho bé. Vị bé gái có thể dùng thỏ, còn bé trai có thể dùng gấu, thì khá là hay. Và bút này có thể khắc tên lên đây rất là đẹp nhé. Khắc tên các bạn mua ở bên Sao Thiên hoặc Pen Pro đều được khắc tên miễn phí. Trong cái giai đoạn này đang có chương trình khắc tên miễn phí nhé. Thì vào năm học các bé dùng bút này thì quá tuyệt vời.